thăm tôi nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư này thay câu nói. Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, vụt nghiêng món nợ công quay, chữ trả cho thầy. Mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua em xin giới thiệu, đây là dàn đại, model là Victor 770. Em quay gần cái model nha, DC-770. Dàn này gồm có 4 thớt rời, không có thớt CD, gồm có amply, equalizer, tuner và cassette, 4 thớt rời. Đầu tiên mình nói về amply. Trên cái amply này mình có thể chỉnh được bass, treble, surround, ba lăng và nhiều chế độ chuyển ngõ khác để kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Dàn này nhìn ở ngoài đẹp lắm luôn. Thật sự là ngoại hình nó còn rất là mướt, mướt mắt vô cùng mà đẹp mà còn chất lượng nữa. Bộ này em nghĩ các anh mua về là ok. Amply này phía sau có rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối điện thoại, tivi, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác nha. Công suất của amply là 100W, hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các anh có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em. Đây là thớt tuner, đây là thớt lọc equalizer. Lọc equalizer này mình có thể chỉnh được tần số lọc bass, treble, mix theo ý thích của mình hoặc theo mặc định. Đèn nước nhẹ cực kỳ đẹp nha. Thích cái gì chỉnh đó, là bass nhiều, treble nhiều thì cứ chỉnh vô tư thoải mái luôn. Cassette học tay trái hoạt động ok, tay phải dạng dây cô ro. 4 thớt rời, mà đặc biệt 4 thớt này sử dụng nguồn độc lập kết nối với nhau bằng dây AV nên mình vô tư tách rời riêng từng thớt sử dụng độc lập đều ok. Muốn tách âm ly đem ly ra, muốn tách lọc đem qua dàn khác để lọc âm tách ra vô tư. Lo zin theo dàn, lo 3 đường tiếng, bass 23 cm. Công suất của lo là 100W một lo, tức là 200W trên cặp lo. Công suất maximum của nó là 200W một thùng, 400W một cặp. Mặt sau nó có ghi gõ chút xíu, quay mặt sau cho canh tham khảo. Bộ dàn này rất đẹp, trưng bày là khỏi chơi trong phòng tầm 40-50 mét vuông nha. Bây giờ quay mặt sau đi, lo còn rất là bóng, bóng bẩy góc cạnh. Nặng, lo này rất là nặng. Nhìn cái góc cạnh của nó là mình thấy chất lượng rồi. Chạm lo thấy cũng gồ đó nè. Đây, maximum của nó là 200W một thùng. Còn bình thường là 100W một thùng nha. Đồng bộ made in Japan. Ngõ ao ý cái nó điện thoại em đang ghim video thì em chỉnh video. Các anh ghim CD, DAT, tuner hay gì đó thì các anh chỉnh về ngõ đó là kết nối được điện thoại. Dàn này các anh chuyển tiền đủ 100% em tặng cái nhựa dây ao ý cái nó điện thoại, TV, máy tính của Nhật. Dây Nhật chứ phải dây thị trường, ri cho các anh nếu các anh chuyển khoản đủ nha. Còn nếu CD là không, chưa không có tặng đâu. Các anh nào mua bộ dàn này vui lòng cọc trước giúp em 1 triệu để tránh bơm hàng và đặt ảo nha. Phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ lúc các anh nhận hàng tại nhà. Em ship toàn quốc qua bưu điện luôn, mình chỉ việc ở nhà mình nhận hàng thôi. Các nào mua hàng thì vui lòng kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại 0931 008 099 để bên em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho mình. Amply này đánh được 4 lo nè, ngõ sụt rau gánh thêm 2 lo nữa, tổng cộng đánh được 4 lo. Công suất Amply là 100W, đồng bộ máy in ra băng. Đây, gọi đến số điện thoại này hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại này giúp em nha. Bây giờ nãy giờ thì mình nghe nhạc vàng rồi đúng không? Bây giờ mình nghe nhạc trẻ. Tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành tin chúc. Thôi sao đây? Với lặng thầm thời gian trôi. Nếu khoảng cách là 1000 bước thì em chỉ cần bước
một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Bước về phía em, nơi mà anh thấy nắng mai, nơi con tim anh biết yên bình và mong thế thôi. That's why xin kết thúc. Các anh nào mua hàng thì cứ liên hệ